thi ba ti sa hầm ba ti ca tánh cha li an thi hoa răng a gia cha tha san ti tha sát tập ba ra chắc kha cha ti ca đề sê tu thâm măng anukam bi măng ba chăng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp thanh thử mic và thuyết giảng bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, xa thủ, kính cảm ơn sư Kim Nhung. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư Tông Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tông Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới và thỉnh pháp sư. Và trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng giải bài học ngày hôm nay, dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Hôm nay chúng con được học Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên. 7 Phẩm La Mã Phẩm Thắng Bài 1 Danh. Vật gì thắng tất cả, vật gì không số hơn, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc. Danh vượt thắng tất cả, danh không có số nào hơn. Chính danh là một pháp mọi vật đều tùy thuộc. Và bản chánh văn đến nay đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Thật sự là những câu rất là ngắn ngủi. Con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải rộng rãi để chúng con hiểu, để hành theo cho được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Dạ, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. À, hôm nay thì trở lại sinh hoạt và chúng ta qua cái phẩm thứ 7, phẩm mới, phẩm thắng. Và cái câu số 1 La Mã là danh. Thì trước khi vào phần chia sẻ giải thích thì cũng cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Bây giờ trước khi vào thời giảng thì xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt trước khi chúng ta thính pháp. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddha Giá, Namo Dhamma Giá, Namo Sangha Giá,
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ thì cái bài thứ nhất câu số 1 La Mã, thì quý vị thấy rằng cái vị chư thiên nói lên cái lời kệ hỏi Đức Thế Tôn, và cái câu trả lời của Đức Thế Tôn: vật gì thắng tất cả, vật gì không số hơn, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc? Thì Đức Phật mới trả lời là danh vượt thắng tất cả, danh không số nào hơn, chính danh là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Thì ở đây á, trong một cái thân ngũ quẩn, hay là chúng ta gọi là một chúng sanh, thì nó gồm có hai phần, một phần về vật chất và một phần về tinh thần. Thì cái tất cả cái phần tinh thần đó thì gọi là danh. Danh thì trong đó nó có cái danh đó, nó có gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Thì đây là cái phần tinh thần hay là danh. Thì thì xin lỗi, trong cái phần danh này nè, thì nó gồm có tất cả vậy, tức là thức là những cái tâm, thọ là những cái cảm giác, tưởng là cái sự nhớ lại, sự biết, cái đã biết. Hành là tức là những cái tác ý, để chúng ta hành động. Thì hành động nói năng gì đó là nó nằm ở trong cái gọi là hành quẩn. Thì trong hành nó có thiện và bất thiện. Thì thức cũng vậy. Có những thức nó thiện, bất thiện, hay là hoặc là tức là vô ký, tức là nó làm việc cách máy móc, không có thiện cũng không có bất thiện, nó chỉ làm cái công việc vậy thôi. Đó, cho nên á là khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta không có sự tu tập á, không có học hỏi, không hiểu biết, thì chúng ta bị vô minh phiền não chi phối, thì chúng ta sẽ gieo trồng những cái nhân bất thiện, mà những cái nhân bất thiện này thì nó cho quả khổ đau. Còn nếu mà chúng ta mà nhờ sự học hỏi, tìm hiểu, chúng ta có trí tuệ, có hiểu biết thì sao? Thì chúng ta sẽ tránh xa
những cái bất thiện, tránh xa những cái ác bất thiện pháp, chúng ta thanh lọc cái tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, từ bỏ những cái bất thiện, chúng ta thực hành tam nghiệp theo cái thiện, thì nó sẽ đem đến cái sự an vui. Cho nên á, là cái danh dược thắng tất cả đây đó là cái chỉ cho cái tâm có sự tu tập, có sự tu tập vượt lên tất cả những cái bất thiện, những cái phiền não, không có để cho nó sai khiến chúng ta. Cho nên là khi mà Đức Phật có nói là khi mà tâm có cái sự quân tập, có tu tập, có đầy đủ chánh niệm trí tuệ, thì nó sẽ đem đến lợi ích lớn, sự an lạc lớn, hạnh phúc lớn. Thì do đó, đó khi đó thì cái danh á, tức là cái phần tinh thần á, nó sẽ vượt trội hơn những cái mà chúng ta không có sự hiểu biết, thì chúng ta làm những cái điều mà đem đến tai hại khổ đau, hoặc là nếu mà chúng ta mà có làm những cái gì lợi thì nó cũng là thấp thỏi. Còn khi mà chúng ta có cái trí tuệ, có hiểu biết một cách chín chắn, có đầy đủ cái trí tuệ, thì nó sẽ đem đến một cái lợi ích rất lớn, nó vượt trội hơn tất cả. Do đó cái danh á, mà khi mà có trí tuệ thì không có pháp nào mà hơn được. Đó, chính nhờ cái sự hiểu biết, sự trí tuệ mà chúng ta tu tập, dung bồi các pháp độ rồi, khi mà đầy đủ thì chúng ta có thể vượt thoát tất cả những cái phiền não, từ thấp tới cao, rồi từ cái bậc phàm nhân, từ phật bậc phàm nhân, nhờ có trí tuệ mà chúng ta có thể trở thành các bậc thánh nhân, bậc thánh nhân hữu học, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, cho đến khi mà sự nỗ lực tinh tấn và dung bồi các cái pháp độ đầy đủ, thì chúng ta sẽ đạt đến cái mức độ tầng thánh cao tột nhất là tứ đạo tứ quả, hay là bậc thánh nhân a la hán, bậc thánh vô lậu, và vượt thoát, chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên á, là danh là không có số nào hơn là chỉ cho cái sự tu tập, cái trí tuệ để chúng ta vượt thoát. Chính danh là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Thì ở đây á, các ngài có lấy một cái ví dụ và cái hình ảnh, thì quý vị thấy rằng ở nông thôn thì người ta hay có những cái chiếc xuồng, những chiếc xuồng nhỏ nhỏ đó, để người ta đi ở trong rạch, trong sông. Thì sao? Cái chiếc xuồng đó ví như là cái phần vật chất, mà cái người bơi cái xuồng đó đó, cái người mà bơi cái chiếc thuyền đó đó, thì sao? Giống như là danh. Thì vật chất nó là vô tri vô giác nè, đó mà có thể vượt qua bờ bên kia được đó, nhờ cái sự điều khiển, nhờ cái sự điều khiển đi vào cái con đường chính chắn, thì sẽ qua tới cái bờ bên kia. Còn nếu mà cái
cái chiếc xuồng, cái chiếc thuyền mà nếu mà không được điều khiển, không đi đúng hướng, không có sự chín chắn thì sao? Nó trôi nổi xuôi ngược ở bên bờ bên này, hoặc là nó trôi nổi xuôi ngược ở giữa biển mênh mông đầy những hiểm nguy, sóng to gió lớn, nước xoáy. Đó. Cho nên chính cái danh này là nó là một cái hết sức là quan trọng, mọi vật đều tùy thuộc. Thì chúng ta thấy rằng đó, tất cả ở trong thế gian này nè, tất cả đều do cái tâm hay là cái phần danh, phần tinh thần nó tạo ra. Cho nên là có cái câu là dạng pháp vì thị nghiệp, không phải tất cả đều do cái phần tinh thần nó ra, từ cái học thuật nghệ thuật cho đến những cái án văn gì đó, tại vì là do cái sự suy tư, cái phần tinh thần họ nghĩ, họ tưởng ra. Rồi những cái bức tranh cũng vậy, người ta sau khi người ta thấy, người ta nhận thức cái cảnh bên ngoài rồi, người ta tưởng tượng rồi người ta vẽ ra. Rồi ở đời sống thì quý vị thấy rằng tất cả cái phần tinh thần nó điều khiển cái tam nghiệp. Nếu mà cái người này đó có trí tuệ, có sự hiểu biết thì sẽ tạo được những cái việc thiện lành tốt đẹp. Còn nếu mà không có trí tuệ, giới vô minh phiền não chi phối thì cái người này sẽ tạo những cái tam nghiệp bất thiện. Cho nên đó, là cái bức tranh đẹp hoặc là xấu, cái màu, cái bức tranh màu sáng hoặc là màu tối, đây là do cái phần tinh thần, cái phần họ suy tư, họ tưởng tượng, họ vẽ ra. Cho nên là nếu mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ vẽ nên những cái bức tranh có màu sắc sáng tươi, đẹp đẽ. Còn nếu mà cái người mà không có trí tuệ thì sao? Vẽ nên những cái bức tranh cuộc đời của họ đầy những cái màu sắc tối tăm. Những cái chính những cái bất thiện này đó thì sao? Nó đưa chúng ta trôi lăn trong khổ đau, sanh tử luân hồi, đi đến những cái cảnh giới không được tốt đẹp, hoặc là ở trong những cái dòng tộc thấp thỏi hèn mọn đó. Cho nên đó, là mình nhìn ra ngoài xã hội thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái bức tranh ở ngoài xã hội, các cái tầng lớp giai cấp đều cái gì, tùy thuộc vào cái phần tinh thần. Thành ra đó trong bài kinh Đức Phật mới nói là không có cái giai cấp mà cao quý, mà cũng không có cái giai cấp hèn hạ. Cho nên là cao quý hay hèn hạ là do cái tư tưởng của mình, do cái tinh thần của mình, chứ không phải là do cái giai cấp mà nó làm nên sang hèn. Khi mà chúng ta có điều kiện, có phước báo đã tạo trữ thì chúng ta sanh ra
trong những cái dòng tộc cao quý, hoặc đi đến những cái cảnh giới cao quý, tốt đẹp, an ổn. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ, không có sự tu tập, không có hiểu biết, thì sao? Thì những cái tống cao ngã mạn, rồi phiền não nó dấy động, nó dấy động, thì lúc đó, đó mặc dù là những người ở trong cái dòng tộc cao quý, nhưng mà đầy rẫy những cái phiền chi phối, đầy rẫy những tham sân si, thì sao? Thì cái tam nghiệp của họ, hành động, lời nói, cũng không có được tốt đẹp. Cho nên á, là người ta chia ra những cái tầng lớp giai cấp như vậy. Nhưng mà sự thật ra đó, chính cái phần tinh thần, chính cái phần tinh thần nó mới quyết định biểu hiện qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, là người này là cái người cao quý tốt đẹp hay là cái người hèn mọn xấu xa. Chính vì cái phần tinh thần hay là danh nó điều khiển, nó có thể giúp chúng ta trở thành cái người cao quý tốt đẹp. Nhưng nếu mà chúng ta không kiểm soát, chúng ta không tu tập, thì sao? Nó cũng biến chúng ta trở thành cái người hèn mọn xấu xa tội lỗi. Cho nên là chính danh là một cái pháp rất quan trọng, mà tất cả mọi vật đều tùy thuộc vào cái phần tinh thần này. Nếu mà chúng ta không có kiểm soát, không hiểu biết, thì sao? Thì chúng ta sẽ chịu sự sai sử của phiền não, sự điều khiển của bất thiện, thì chúng ta sẽ tạo những cái thân bất thiện, khẩu bất thiện, thân làm những cái hành động không tốt đẹp, gây tổn hại cho chúng sanh khác, khẩu nói những cái lời không tốt đẹp, gây tổn hại, chia rẽ, tạo những cái quan trái. Cho nên đó, là chúng ta phải có cái sự kiểm soát. Thì quý vị thấy cái người khi mà chúng ta mà bình thường, chúng ta có lý trí, chúng ta có lý trí thì chúng ta biết suy tư, biết phân biệt điều đúng, điều sai, điều thiện, điều bất thiện. Nhưng mà khi mà cái những cái người mà họ dùng chất sai đó, những cái người say rượu nè, hay là hoặc bây giờ nó nghiện ngập mà cái bằng đập đá đó, ma túy đá rồi gì đó, thuốc lắc gì đó, quý vị thấy rằng nó trở thành những cái người điên loạn, không còn biết gì hết. Cái trụ điện cao thế mà nó cũng dám leo lên, rồi là xách dao ra ngoài đường, không cần biết người thân kẻ sơ gì đó, nó hành hung đủ thứ chuyện hết. Rồi cái bình thường ấy, thì mình còn phân biệt, nhưng mà khi mà uống rượu say vô rồi đó thì không phân biệt điều phải lẽ trái gì hết. Lúc đó là nói năng không có, mất sự kiểm soát. Thành ra trong cái bài mà sám hối đó, say xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào đó. Cho nên lúc đó là vì cái rượu mà nó vô, nó tàn phá trong cái não mình, nó làm cho mình mê mờ, mất lý trí, không còn kiểm soát, không có sự hiểu biết, cho nên là lúc đó đó là nó giống như chiếc xe mà không có cái người lái,
nó đi, nó đâm bên này, nó đâm bên kia, loạn chọn, nó hút lung tung hết. Cho nên là khi mà cái phần tinh thần chúng ta khéo tu tập thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Còn nếu mà chúng ta không khéo tu tập thì nó sẽ đem đến cái tai hại khôn lường. Đó, quý vị thấy rằng cũng là cái tâm, cũng là phần tinh thần. Nhưng mà có những người thì họ tìm cách để chế tạo ra những cái thuốc, những cái loại vaccine, rồi để mà trị bệnh, tạo ra những cái phương tiện tiện nghi lợi ích cho đời sống. Nhưng mà đó cũng cái phần tinh thần, nhưng mà họ sao chế tạo ra những cái vũ khí có cái sức công phá hết sức là mãnh liệt to lớn, chế tạo ra những cái thuốc, những cái có gieo những cái mầm mống dịch quả cũng hết sức là khủng khiếp. Cho nên á là chính cái điều này nói rằng gì, khi mà chúng ta có sự tu tập, có sự hiểu biết, chúng ta đi đúng hướng thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Còn nếu mà ngược lại, chúng ta sống buông lung, chạy theo tiền tài danh vọng mà không có sự tu tập, không có sự hiểu biết, thì chúng ta sẽ tạo nên vô vàn những cái khổ đau cho xã hội, rồi cho bản thân. Cho nên là Đức Phật mới nói là cái phần tinh thần nó có một cái năng lực hùng mạnh, nó khả năng đem đến những cái điều tốt đẹp. Đã quý vị thấy rằng đó, khi mà cái tâm mà có sự nỗ lực tu tập thì có thể chứng đắc được các cái tầng thiền, rồi sao phát triển những cái thần thông, rồi từ phàm nhân trở thành bậc phàm nhân có trí tuệ, phàm nhân có giới, rồi từ cái phàm nhân có trí tuệ có giới này đó là sao nỗ lực tu tập sẽ trở thành phàm Phật thánh hữu học. Rồi từ bậc thánh hữu học này, nếu mà chúng ta nỗ lực tu tập thì sẽ đạt đến cái con đường cao tột hạnh phúc tuyệt đối và chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó, cho nên nó cũng là cũng cái phần tinh thần không. Cho nên là chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta tu tập sửa đổi những cái thói hư tật xấu, những cái hiểu biết không chín chắn, những cái mê lầm tà kiến. Rồi lần hồi chúng ta thực hành các cái pháp tốt đẹp mà Đức Phật đã chỉ dạy đó, thì như vậy đó chúng ta sẽ làm cho cái tâm mình vượt thắng tất cả. Vượt thắng ở đây đó là gì? Vượt thắng tất cả những cái vô minh tà kiến, những cái sai lầm mình thoát ra đó. Bấy lâu nay á mình bị trói buộc, bị bao bọc, giống như gì, giống như cái con gà con, nó bị cái vỏ trứng nó bao bọc, rồi mình không hiểu biết thì mình an phận mình nằm ở đâu đó. Nhưng mà khi mình biết rồi đó, mình ráng cố gắng nỗ lực tu tập, rồi không, mình dùng vậy, dùng cái sức mạnh á
để mà phá vỡ cái vỏ trứng đó thì chúng ta mới thoát ra khỏi. Còn nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta bị giam hãm ở trong phiền não, rồi chúng ta có cái nhìn nó lệch lạc, chúng ta say đắm trong sắc thinh vị xúc, tài tình danh lợi, đắm nhiễm trong đó, thì cái nhìn của mình lệch lạc, cái vô thường thì mình cho là thường, cái sự khổ đau mình cho là vui, cái không có một cái bản ngã thì mình cho là của tôi, là tôi thế này thế khác. Cho nên là chúng ta cứ bị những cái phiền não nó bủa vây, nó trói buộc, làm cho chúng ta trôi lăn bất định trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Cho nên là không có cái con đường nào khác bằng cách là nỗ lực tu tập thực hành theo cái con đường Bát Chánh Đạo, thực hành đầy đủ các cái pháp, thì nó sẽ vượt thắng tất cả những cái bất thiện, nó đoạn trừ chặt đứt tất cả những cái triền cái, những cái tiềm miên, những cái thằng thúc ngủ ngầm mà nó trói buộc chúng ta trong bấy lâu nay. Đó, cho nên đó là cái danh, tức là phần tinh thần, nó hết sức là quan trọng. Nếu mà chúng ta có sự quân tập, có sự tu tập, có hiểu biết, rồi chúng ta sửa đổi, chúng ta định hướng, có những cái hoài bão mong muốn tốt đẹp, đi theo cái con đường chánh đạo, thì chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, sống một cái đời sống an ổn. Còn nếu mà chúng ta không có sự tu tập, không có hiểu biết, chúng ta sống theo bản năng, chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, thì chúng ta mê lầm tà kiến, thì sẽ đi đến những cái cảnh giới khổ đau, hoặc là sống một cái đời sống trong nhiều cái phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu bi. Do đó mà chúng ta phải lựa chọn mỗi vật thì tùy thuộc vào cái phần tinh thần rồi đó. Nhưng mà chúng ta có sự lựa chọn, thấy không? Quý vị khi mà quý vị đến cái thế gian này, hiện tại chúng ta đang sống ở trong cái thế gian này đó, khi mà chúng ta tái sanh thì mình không có lựa chọn được, bởi vì đây là cái quả này là mình đã tạo trữ từ lâu rồi. Chính cái năng lực của nghiệp quả mà nó dẫn dắt mình đi tái sanh. Nhưng mà bây giờ đó mình phải lựa chọn cái con đường đi về cái ngày mai của mình. Đó, nếu bây giờ chúng ta nhờ có sự hiểu biết trong lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cái con đường đi, chứ không phải là thôi tôi là vô phước vô phần, tôi sanh ra trong cái gia đình không có đạo đức, không có tốt đẹp, thôi tôi cứ vậy tôi làm thì sao, thì mình sẽ tiếp tục đi đến những cái dòng tộc, những cảnh giới không tốt đẹp nữa. Còn bây giờ nếu mà trong cái đời sống hiện tại này mình kém phước rồi, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình dung bồi bằng những cái thập thiện, bố thí, trì giới,
tu tiến, cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp, rồi tỳ phước hồi hướng phước đó. Khi mà chúng ta thực hành những cái thập thiện này đó, thập hạnh phúc này đó, thì sao? Thì chúng ta sẽ vượt lên cái số phận. Không có một cái quy luật nào mà quy định định đặt cho cái con người mãi mãi là phải tối tâm, mãi mãi là sầu khổ. Chỉ có vô minh và phiền não. Nếu mà chúng ta không sớm hiểu biết, không sớm vượt thoát ra đó, thì sao? Thì chúng ta bị nó giam hãm, nó trói buộc. Còn nếu mà chúng ta biết lần hồi chúng ta vượt thoát ra thì chúng ta sẽ được an vui. Không? Đó, người ta có phước may mắn, người ta tạo trữ công đức kiếp quá khứ rất nhiều, cho nên bây giờ sanh ra trong những cái dòng tộc cao quý, đầy đủ các cái tài sản thế này thế khác. Còn mình kém phước hơn, quá khứ mình do mình không có biết để mình tạo phước, thì bây giờ đó, bây giờ mình dung bồi ngay trong cái đời sống, kiếp sống hiện tại này. Ta nói là đại phú do thiên. Người ta may mắn, ta sinh ra trong cái dòng tộc cao quý, giàu có là do cái phước người ta đã tạo. Bây giờ người ta đến lúc người ta hưởng cái quả. Còn á, mình kém phước, mình kém phước, mình sinh ra trong cái những cái gia đình dòng tộc thấp thỏi, hèn mọn, đời sống thiếu thốn, nghèo khổ. Nhưng mà nếu mà mới biết chăm chỉ, mình làm lụng, tích cóp, thì chúng ta cũng không có đến nỗi mà quá khổ, không? Thành ra đó, ta nói sao? Tận nhân lực mới tri thiên mạng. Mình cứ cố gắng hết mức cái khả năng của mình, mình mới biết được cái nghiệp quả của mình như thế nào. Còn bây giờ mình sống mình buông xuôi, thôi kệ bà, nó số phận nghèo rồi, số phận nghèo rồi, làm gì cũng nghèo rồi. Mình buông xuôi rồi, mình không có sự cố gắng nỗ lực thì sao? Thì mình nghèo quái. Còn bây giờ mình ráng biết, bây giờ mình làm lụng, chăm chỉ, tích cóp, thì mình không giàu có như mấy bậc đại gia, hoàng thân quốc thích, nhưng mà ít ra đó, chúng ta cũng có điều kiện đủ sống, đủ ăn đủ mặc, chứ không đến nỗi mà nghèo khổ cầu bơ cầu bắp. Cho nên là chúng ta phải biết lựa chọn cái phương hướng, cái hướng đi của mình. Dính chúng ta phải thực hành cái hoài bão đó. Có cái hoài bão, có cái ước mơ, mình phải thực hành thì mình sẽ đạt được. Mình phải thực hành cái hoài bão, cái ước mơ ngay trong cái đời sống hiện tại này, trong ngay giây phút này. Còn nếu mà chúng ta chển mạn, dễ vui, chúng ta buông lung, thì chúng ta sẽ còn chịu khổ đau. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật là từ chỗ tối mình đi tới chỗ sáng, hoặc là từ chỗ sáng thì mình phải đi tới chỗ sáng hơn, chứ đừng có mà từ chỗ tối rồi mình đi tới cái chỗ tối hơn, hoặc từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối, thì cái điều đó là nó không tốt đẹp. Cho nên á, chính chúng ta lựa chọn cái con đường đi của mình. Chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp của mình. Chính chúng ta
lựa chọn cái con đường đi trong ngày vị lai cho chính mình. Chúng ta dọn cái con đường đi của mình, mình muốn lựa chọn cái con đường gai góc hay là con đường bằng phẳng tốt đẹp là cũng do mình. Cho nên là khi mà có nhiều người khi mà lâm vào cái hoàn cảnh khốn cùng, không có hiểu biết thì than trời trách đất, uất ức buồn rầu. Còn nếu mà chúng ta đó, chúng ta có trí tuệ, có hiểu biết là cái khổ này đó là chúng cái khổ này là do cái phiền não sai sử, chúng ta đã gieo trồng những cái chủng tử bất thiện không tốt đẹp, đến lúc nó cho quả. Thì cái này là cũng do mình. Đó, cho nên chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta cố gắng vượt qua, vượt qua số phận, vượt qua những cái khổ đau để mà chúng ta tạo trữ những cái phước báo, đúng không? Thì mai mốt những ngày tương lai, những kiếp sống tương lai, chúng ta sẽ được an ổn, có một cái an vui. Hoặc là nếu mà mình biết khi mà mình, mặc dù là cái khổ đau ngay trong đời sống hiện tại này, nhưng mà nếu mà chúng ta biết với trí tuệ, chúng ta chấp nhận, chấp nhận những cái quả xấu này, thì chúng ta không có chạy trốn hay là tìm cách cách này cách khác để mà đè nén, để mà cái đó, thì chúng ta cũng có sự an ổn. Bây giờ cái lúc cái quả nó trổ rồi, bây giờ mình không có cách nào mình trốn được hết. Cho dù bay giữa lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù bể thẳm hang sâu, không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. Cho nên đó, tất cả là do nhân cho quả. Cái tốt đẹp an ổn thì cũng là do cái quả nó đến lúc nó trổ, mà khổ đau khốn khó là cũng đến lúc cái quả nó trổ. Thì tại sao mà mình đến lúc cái quả lành nó trổ á, thì mình hân hoan vào đó, còn cái xấu nó trổ á thì mình chạy trốn, mình rực rãi, mình bức ức khóc than buồn rầu. Cho nên á, khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta chấp nhận cái nhân quả, chấp nhận những cái quả mà nó đang đến với mình, thì chúng ta sẽ có sự an ổn. Còn nếu mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta rực rãi, trốn chạy, rồi cầu khấn gian sinh, cúng thần này thần nọ, miếu này miếu nọ để cầu khấn cho cái bất thiện, những cái khổ đau này nó chấm dứt, thì không có được, mà càng lúc chúng ta càng khổ đau nhiều hơn. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì sao, cái phần tinh thần nó sẽ giúp chúng ta vượt qua, vượt qua những cái câu này để có một cái sự an vui. Cho nên là chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy, thường xuyên phải có sự tu tập, để dung bồi cái tinh thần. Đó, quý vị thấy rằng hiện giờ trong cái xã hội rất nhiều những cái người mà họ bị bệnh về tinh thần, bị căng thẳng, rồi bị áp lực cuộc sống, áp lực ở trong gia đình, áp
lực về tiền tài, danh vọng, địa vị. À, vì sao? Vì họ sợ mất đi. À, khi mà mất đi tiền tài, danh vọng, địa vị á, thì sao? Thì khốn khó. Cho nên á, là bằng mọi giá phải ráng cố gắng để giữ đó. À, nhưng mà tất cả các pháp là vô ngã. À, mình cố gắng muốn giữ nhưng mà đến lúc mà nó hết duyên, nó ra đi thì mình cũng không làm gì được. Không? Cho nên á, khi mà mình cố bám níu, mình cố giữ, à, mà đến lúc mà nó vụt mất, nó ra đi á, thì sao? Mình sẽ đau khổ. À, cho nên á, là chúng ta hiểu biết tất cả các pháp do nhân, do duyên. À, nó đến, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ ra đi. À, nó sanh rồi nó diệt. À, chứ không có cái gì là trường tồn mãi mãi. À, cho nên khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái phiền não, khổ đau, vượt qua tất cả những cái chấp thủ. À, thì chúng ta sẽ được cái sự an ổn, vượt thắng tất cả những cái trói buộc phiền não. Và từ đó chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ đi đến những cái nơi tốt đẹp, an vui. Cho nên á, là luôn luôn chúng ta phải chú tâm vào cái phần tinh thần, cái sức khỏe tinh thần. À, nhiều người hay chú tâm vào cái thân mà quên đi cái phần tinh thần. À, thân bệnh á, thì lo tìm thuốc, phương cách này phương cách khác để mà trị bệnh, để mà tẩm bổ bồi bổ cái thân. À, nhưng mà cái phần tinh thần nó bị phiền não chi phối tấn công. À, rồi căng thẳng thế này thế khác, nhưng mà ít có ai quan tâm đến cái phần tinh thần. Cho nên á, hàng ngày chúng ta phải giúp cho cái phần tinh thần của mình nó được mạnh mẽ lên bằng cách là sử dụng cái trí tuệ để phản tỉnh, xem xét những cái tác ý này, rồi những cái suy tư của mình là thiện hay là bất thiện. Những cái nào là bất thiện chúng ta kịp thời ngăn chặn, diệt trừ. Còn những cái thiện tốt đẹp thì chúng ta phải phát triển, gìn giữ. Hằng ngày chúng ta dành thời gian ra để suy niệm về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hoặc là chúng ta tự phản tỉnh, xem xét, quán niệm về cái hơi thở của mình, rồi những cái sự hành động trong các oai nghi, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi nằm, mình giảm bớt những cái toan tính, suy tính những cái việc tương lai, nhớ tưởng những việc đã qua trong quá khứ đó. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ buông bỏ bớt những cái phiền não, những cái chấp thủ, những cái lo âu toan tính, thì sẽ làm cho cái tâm mình nó được an ổn mạnh mẽ hơn. Mà khi chúng ta có cái sự chánh niệm vào những cái điều tốt đẹp, tri tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hoặc là chúng ta thực hành cái thiền tuệ, thì lúc đó đó chúng ta sẽ làm cho cái phần tinh thần, hoặc là chúng ta dung bồi cái trí tuệ, cái sức mạnh của chánh niệm trí tuệ nó được tốt đẹp. Thì nhờ đó lần hồi thì chính cái phần tinh thần nó
có sức mạnh thì nó sẽ vượt qua tất cả những cái phiền não. Nó có sức mạnh, nó bén nhạy thì mới đủ sức để mà đoạn trừ, diệt trừ tất cả những cái triền cái, những cái thần thúc, những cái lậu hoặc tiềm miên ở trong nội tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta sống buông lung, dễ vui, chạy theo trần cảnh, rồi chúng ta cứ nhớ tưởng những việc đã qua, suy tính những cái việc tương lai, thì càng lúc cái sức khỏe tinh thần của chúng ta nó bị áp lực nặng nề, thì càng lúc thì chúng ta sẽ bị những cái phiền não nó đè nén ở trong nội tâm, chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới không được tốt đẹp, một cái nội tâm không có an ổn, khổ đau. Thì qua cái phần thứ nhất là phần danh, thì cũng xin giải thích, chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử có thêm những cái hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật trong bài học ngày hôm nay, và chúng ta sẽ áp dụng vào trong đời sống để có được một cái phần tinh thần được an ổn tốt đẹp, và cố dung bồi những cái thiện pháp để là cái nơi nương tựa, để làm cái hành trang dọn cho mình cái con đường đi trong ngày tương lai, để vượt thoát ra tất cả những cái phiền não khổ đau và đi đến an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ thì cũng xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đung thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Cầu tương ưng Phẩm Nắng bài 1. Dạ rất là sa thủ sư, trong khi sư giảng dạy con nghe rất là xa thú, cái tâm mình rất là quan trọng. Có một cái tâm thôi nhưng mà tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp cũng một cái tâm, và đi lên hoặc đi xuống cũng một cái tâm thôi. Rất là cẩn thận theo lời dạy của sư là cái điều tốt nhất, làm cho chúng con nghe hiểu và hành theo thì sẽ được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư Thượng Tọa Pháp Thanh dùng đất nước ở tỉnh thất thiện hữu và sư nghỉ ngơi trong giây lát, để con mời đạo tràng ai có câu hỏi thì có thể đưa bàn tay lên hoặc là có thể chết chát Nhật Quỳnh sẽ đọc. Nhưng mà trước nhất là cho con hỏi một câu để sư, khi sư trở lại mái thì sư cho con một tín hiệu là con thấy hình như ở dưới tỉnh thất thiện hữu đang xây cất cái gì đó, con thấy không có được rõ lắm, và con mong sư có thể chia sẻ cho chúng con biết được ở tỉnh thất thiện hữu đang xây cất cái gì nha sư nha. Hình như là chỗ nghỉ của chư tăng hay gì đó, con thực sự con không có rõ lắm. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị về đào Kim Nhung nè. Kim Nhung hôm nay làm MC tụng kinh thỉnh Pháp Sư nè. Chắc nãy giờ cũng nghe sư giảng rất rõ ràng. Có cái gì thắc mắc không thì có thể đưa bàn tay lên hỏi đầu tiên. Còn câu hỏi của Nhật Quỳnh là để chỉ phòng thủ đây. Dạ, khi nào có thời gian thì sư có thể giải thích câu hỏi của Nhật Quỳnh.
Rồi Kim Nhung, mời Kim Nhung nghe. Dạ alo, alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con nghe bài pháp của sư hôm nay giảng con cũng rất là thấm thía. Dạ con thấy rất là hay ạ. Mà mỗi người tùy theo cái nhận thức của mình có thể sử dụng được cái bài pháp ngày hôm nay trong cuộc sống. Dạ thưa sư, cho con hỏi về cái phần về chi pháp á thưa sư. Dạ, đã từ lâu con cũng có một cái thắc mắc như thế này nhưng mà con cũng chưa được rõ lắm, con xin thỉnh sư giải thích giúp con. Đó là con cũng hiểu như lúc đầu sư nói đó, mà về phần danh á, là có bốn uẩn, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn và hành uẩn. Còn phần sắc thì chỉ có sắc, tức là 28 sắc pháp. Thì ở đây con có nó một cái vướng vướng chỗ này là về phần thọ uẩn là nó là một cái uẩn nhưng mà nó chỉ có một sở hữu thọ. Tưởng uẩn cũng là một uẩn nhưng mà nó là cũng là một sở hữu tưởng, nhưng mà riêng với hành uẩn thì nó là 50 sở hữu còn lại. Rồi cái thức thức thì nó là 121 tâm, nhưng mà mình cũng tính ra là một tâm, là một tâm biết. Thì con thấy là nếu mà như vậy thì có phải cái thọ uẩn và cái hành uẩn nó chỉ một sở hữu nhưng mà nó rất là mạnh, nên là mình chỉ cần lấy một sở hữu là nó tạo thành được một uẩn. À, là con vướng mắc ở chỗ đó. Dạ, cái thứ hai nữa là con cũng thắc mắc là tại sao khi mà mình chia về tâm á, 121 tâm, hay là mình chia, mình nói là một tâm biết, thì mình có chia là thiện, bất thiện và vô ký. Về hành là tác ý thì mình cũng chia là thiện, bất thiện, vô ký. Nhưng mà về thọ và tưởng thì con lại không thấy chia về thiện, bất thiện và vô ký. Dạ con thỉnh sư giải thích giúp con cái phần này, con chưa hiểu phần chi pháp này ạ. Dạ con kính cảm ơn sư, dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì cái phần tinh thần hay là danh, hay là danh quẩn, thì nó bao gồm thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng mà đó, tất cả là thọ nó cũng có chứ. Thì nói cho thọ nó có chia ra làm ba loại, thọ khổ hay thọ lạc hay là không khổ không lạc ở tinh thần, hoặc là thọ ưu, thọ hỷ, hoặc là thọ trung tính, tức là không có buồn rầu mà cũng không có vui mừng. Nó bình thường đó. Đó thì nó cũng có ba. Rồi cái tưởng của mình vậy, mình tưởng có khi mình tưởng nhớ lại những cái việc mà nó đúng, nhưng mà cũng có tưởng sai. Nhưng mà đa phần mình tưởng nó sai nhiều hơn. Tưởng mà đúng thì ít lắm. Đó, rồi có những cái mình tưởng nó không, nó cũng trung tính, nó không thiện mà cũng không bất thiện. Thì cái nào nó cũng có hết rồi. Rồi nhưng mà cái này đó, chính vì có thọ hoặc là có tưởng thì mới có hành. Mà chính vì á cái hành này đó thì sao nó mới đưa đến tạo nghiệp,
À, cho nên cái hành này nó quan trọng. À, à, còn thức á, thức thì cũng vậy. Thức ở đây là nó chỉ cho cái tâm. Thì như mấy cô đã học rồi, à, phân tích chia sẻ rồi đó, à, đó, đó những cái loại à, tâm thiện, à, tâm bất thiện hay là tâm vô ký. À, thành ra đó cái phần tinh thần này á, là à, nó gom chung, à, gom chung ít hay nhiều thì nó cũng một cái quẩn. À, thì quý vị thấy á, là cái à, mình gọi là một đống á, thì có những cái đống nó lớn hoặc là cái đống nó nhỏ, à, thì tùy theo. À, nhưng mà cái trong cái phần tinh thần đó thì chính cái hành á, à, cái hành nó là quan trọng. À, rồi á, cái thức, à, chúng ta biết được cảnh, à, là nhờ thức. Cho nên á, là nếu mà chúng ta nói á, thì nó phần tinh thần thì nó có là à, thọ tưởng hành thức. À, còn nếu mà nói theo di diệu pháp thì sao? Nó là phần gì? Phần tâm và sở hữu tâm. À, chính cái tâm và sở hữu tâm này đó là nó bao gồm mà trong cái phần tinh thần. À, còn cái sắc, nếu mà à, sắc tứ đại, còn nếu mà chia chẻ thì nó thành là 28 đó. Thành ra mình biết như vậy đó, để mà chúng ta à, thấy cái nào rồi nó cái quan trọng. À, thí dụ như trong cái tam nghiệp, à, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, à, à, những cái có những cái ý nghiệp đó, nó chưa tạo quả. À, nhưng mà sao nó làm cho cái tâm mình ô nhiễm. Và chính cái khi mà nó còn non yếu, nó chưa có tạo nghiệp, nhưng mà đó, nếu mà trong những cái trường hợp mà những cái tư tưởng mà xúc phạm đến các cái bậc mà à, ân đức cao cả, à, thì nó có thể tạo cái ý nghiệp, nó có thể tạo nghiệp. Cái gì nhớ là cái vị công tử Sô-ri-á đó, à, chỉ cái tư tưởng sai lầm, à, là nghĩ là cái ngày cách cha gia ná này á, à, ước chi mà cái ngày này là vợ mình hay là hoặc vợ mình có cái màu da giống như cái ngày này, à, chỉ cái tư tưởng thôi mà nó biến từ cái người nam thành người nữ. À, đó, cho nên á, là chúng ta phải cẩn trọng, à, đối với những cái tưởng, à, những cái suy tưởng thì mình cũng phải canh phòng. À, lỡ may mà chúng ta mà đụng phải những cái vị mà có ân đức cao cả, những cái vị thánh tăng đó, thì nó rất là nguy hiểm chứ không phải vừa. À, cho nên đó, là à, Đức Phật phải nhắc nhở là chúng ta phải kiểm soát cái ý nghiệp của mình, à, cho nó cẩn thận. Chính cái ý nghiệp này nó sẽ dẫn dắt, à, chúng ta nói năng hành động. À, thành ra đó, à, chúng ta phải căn phòng thật là cẩn thận, mà nhất là cái ý nghiệp, cái tác ý của mình á. Chứ còn tất cả nó là cái phần danh hay là danh quẩn thì nó gồm là tinh thần, à, cho để hiểu. À, còn khi mà chúng ta phân tích chia sẻ thì nó sẽ rất là nhiều. À, rồi chúng ta phải hiểu biết để mà mỗi khi mà
cái trạng thái tâm của chúng ta đó, nó đang ở trong cái trạng thái nào. À, như Đức Phật dạy, vị tỳ khưu phải canh phòng cái nội tâm của mình. À, khi có tham sân khởi, à, phải biết rằng tham đang có mặt ở trong nội tâm. À, hoặc là khi cái tâm mình sân nó đang hiện khởi thì phải biết là cái sân nó đang hiện khởi trong tâm. À, khi tâm có trí tuệ sáng suốt, mình biết là lúc này tâm nó có hiểu biết trí tuệ. À, mỗi mỗi ở mỗi một cái trạng thái chúng ta phải hay biết đó. Cho nên á, là chúng ta phải xem xét cẩn trọng cái những cái tác ý, những cái suy tư, à, những cái nhớ tưởng mà nó không có tốt đẹp, chúng ta kịp thời ngăn chặn. À, đó, chứ không phải là ví dụ như tưởng suy tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, à, quán tưởng về những cái vật đáng nhầm gớm, à, tưởng về 32 thể trược, à, thì những cái tưởng này đó nó đưa đến cái sự nhàm chán diễn ly. À, nhưng mà đó nhớ tưởng về những cái hình ảnh, rồi nhớ tưởng về những cái âm thanh, à, nhớ tưởng về những cái gì để mà nó làm cho cái tâm mình, à, bám níu chấp thủ, à, thì cái những cái nhớ tưởng đó là nó phải bị, à, phải bị coi như là trừ tuyệt, không có để cho nó lôi cuốn, à, chúng ta chạy theo những cái tư tưởng, những cái tham đắm mà không tốt đẹp. À, cho nên là, à, như Đức Phật nói, cái phần tinh thần nó là hết sức là quan trọng. À, đó. Thì, à, cái câu hỏi của cô Nhật Quỳnh thì sẵn đây thì sư cũng, à, xin, à, nói, à, cho cô Nhật Quỳnh và tất cả quý vị biết. À, hôm rồi á thì, à, chư tăng ở dưới, à, Pháp Bảo có, à, tên làm dự lễ dân nghi đó, thì cũng có mấy vị sư hỏi sư sao không làm thêm một vài cái cốc, à, một vài cái phòng để cho, à, có vị nào về ở. Thì sư mới nói là tại vì cái điều kiện tài chánh nó chưa có. À, thì, à, chư tăng cũng quan hỷ là mỗi vị cũng, à, à, phát tâm đóng góp mà giúp cho sư mỗi người một ít. Rồi thì nhân dịp đó, đó thì bây giờ thôi thì mình cũng ráng làm một cái hoặc là hai cái, một cái hai cái cốc nhỏ nhỏ, à, để cho chư tăng nếu mà có vị nào, à, có đến thì cũng có cái chỗ trú ngụ, à, hoặc là nếu mà đến, à, mùa nhập hạ an cư 3 tháng mùa mưa đó, à, thì cũng có để mà có, à, một vài vị về, à, hoặc là nếu mà khi mà Phật tử, à, nếu mà có đến thì cũng có cái phòng ốc. Chứ hôm trước thì có nhiều khi có nhiều Phật tử đến thì buổi tối phải chạy ra ngoài nhà trọ, à, hoặc là có, à, mấy cô chú ở trên Đồng Xoài đó, à, đi dự lễ ở Siêu Lý rồi kia đó, họ muốn đến ghé đây nhưng mà cũng không có cái phòng ốc, cái trú xứ để cho người ta nghỉ lại. Thành ra thì thôi bây giờ, à, chư tăng cũng quan hỷ thì khởi tâm, thì thôi bây giờ mình cũng nương vào đó để mà chắc là làm một cái hoặc hai cái, thì tùy theo điều kiện tài chánh, à, có được bao nhiêu làm bấy nhiêu, à, mà hy vọng là một phòng thì chắc có lẽ được, à, còn mà nhiều nữa thì không ấy. Dạ thì, à, cái này á, à, thì, à,
Dạ, theo nếu mà mình làm tùy theo cái điều kiện tài chánh hả, nếu mà mình có nhiều á thì mình làm nó tốt đẹp chút, còn nếu mà không có thì mình chỉ xây tô rồi mình sơn thôi. Thì nếu mà hôm đó thì nó có hai mức giá. Nếu mà mức giá mà làm thấp cấp 4 thì khoảng 40 triệu, 50 triệu rồi đó. Còn nếu mà có dán gạch rồi làm nhà tắm, nhà vệ sinh rồi đầy đủ á thì khoảng khoảng tới 60 triệu hay 80 triệu rồi, 60 à hình như 60 triệu. Đó, thì nó như vậy. Thì bây giờ sư cũng nói với mấy chú thợ, giờ trước mắt là mình tính vậy đi, mình làm rồi mình cấp 4 rồi mình sơn phết thôi. Rồi chừng nào mà có tài chánh nữa, có tiền thì mình làm thêm, mình dán gạch, lót gạch rồi cho nó sạch sẽ, nó đẹp hơn. Còn bây giờ mình cứ mình đâu biết được cái điều kiện tài chánh thì mình chưa có nắm trong tay, cho nên là giờ mình cứ lấy cái mức độ thấp nhất, rồi khi nào mình có điều kiện thì mình sẽ làm cho nó được dán gạch rồi nó cho nó lót gạch rồi cho nó được sáng sủa, sạch sẽ, tốt đẹp hơn. Cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh và cái câu hỏi của cô Kim Nhung. Chúc tất cả các cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thố con kính tri ân sư. Dạ, thưa sư, con có một cái câu hỏi nữa thưa sư. Dạ, trong cuộc sống, dạ, con có cái là có cái tưởng mà tưởng tưởng bất thiện, dạ, con có cái điều đó. Có những lúc con nghĩ những cái điều mà nó không được đúng, sau đó thì con thấy, ủa, sao mình lại nghĩ cái điều đó? Và rồi cái rồi mình ngưng, mình ngăn chặn ngay chỗ đó. Đấy, thì nhưng mà con muốn thỉnh sư giúp con là mình có cái cách nào để mà mình ngăn chặn cái tưởng bất thiện nó không, nó ngay từ đầu, nó không có lôi cuốn mình đi một khúc rồi mình biết rồi mình mới ngăn lại, tức là khi mình thấy cái bất thiện nó khởi lên, tức là hay là mình phòng ngừa, khi phòng ngừa không để cho bất thiện xảy ra, hay là khi bất thiện nó mới nhú lên là mình chặn được ngay, thì con cũng chưa biết cách nào để mình làm điều đó. Để nói là phải niệm, nhưng mà cái niệm của mình nó cũng còn yếu quá, thành ra là mình để cái tưởng bất thiện nó dẫn đi mình đi một khúc rồi lúc đó mình mới ngưng lại, thì con thấy điều đó nó cũng nguy hiểm, tại vì có nhiều cũng có khi mình cũng không làm chủ được mình, thì mình nếu mà mình để cái tưởng nó kéo dài thì nó không tốt. Dạ, con thỉnh sư giúp con làm cách nào mà trong đời sống mình ngăn chặn ngay trước, và hoặc là biết bất thiện là mình cũng ngăn chặn được. Dạ, con kính thỉnh sư giúp con ạ. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì cái sinh hoạt của cái tâm mình thì nó luôn luôn là nó vận hành như vậy đó. Khi mà mình chưa có sự tu tập thì sao? Nó cứ tưởng, tưởng mông lung, tưởng bâng quơ, nhớ tưởng những cái việc đã qua. Hồi sáng này, hồi chiều hôm qua, hồi hôm tuần rồi, hồi tháng rồi, hồi năm rồi, vân 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 vân. Hoặc là nó suy tính những cái chuyện cho quá khứ. Nó tưởng tượng, nó vẽ vời thế này thế khác, đủ thứ chuyện đó. Đó. Cho nên đó là chắc khoảng đó. Và sư về cái tỷ giá thì sư cũng không rành lắm. Thì chắc cũng nghĩ khoảng là 1.750.
Thì cái tưởng á, nó hay lôi cuốn của mình đi theo như 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 là một cái cuộn phim, à một cái cuộn phim á, nó review trở lại á, nó trả nó lại á. À đó, hoặc là nó vẽ vời, à nó vẽ vời thế này thế khác, à, đủ thứ chuyện hết trên đời á, à nó tưởng những cái điều tốt đẹp cũng có, những cái điều mà tầm bậy tầm bạ xấu xa cũng có, à đó, cho nên là cái mình phải có cái kiểm soát cái tưởng. Thì chúng ta phải tu tập thôi. Thì lúc đầu mình tu tập á, cái niệm của mình nó chưa đủ sức, à thì sao, cái tưởng nó đến là nó cuốn trôi. Ví dụ là có những cái việc mà từ hồi mình còn nhỏ chẳng hạn, à có việc không phải mình làm, nhưng mà mình bị người lớn, bị cha mẹ rồi đó áp đặt, à nói quan cho mình gì đó, à, nhưng mà mình là làm con, giờ mình không dám cãi, à nhưng mà sao nó chìm xuống đó, à nó chìm xuống đó thôi chứ nó không có mất, à cái uất ức, cái buồn bực á, nó chìm xuống đó bởi những cái trong đời sống hiện tại, những cái phiền não nó mạnh hơn, cho nên nó đè cái sự bực bội uất ức này á, nó chìm xuống đó. Rồi đến khi mà mình tu tập đó, mình tu tập nhưng mà cái niệm cái tuệ mình chưa đủ mạnh á, thì sao, những cái này nó bùng phát lên, à nó tưởng nhớ là trời ơi hồi đó tôi đâu có nói vậy đâu, à tôi đâu có làm vậy đâu, mà người này nói tôi vậy, người kia nói tôi vậy, nghe đó đó, à đầu nếu mà cái lúc đó cái niệm cái tệ của mình đó, nó không đủ mạnh đó, thì sao cái dòng tư tưởng này đó, cái này nó cuốn trôi mình, cuốn trôi, à rồi đó, nếu mà càng ngày cái sự tu tập mình càng mạnh á, càng mạnh lên á, thì tự nhiên khi mà cái phóng dật, cái tưởng này nó trạo hối trở lại đó, nhớ lại đó, cái niệm cái tệ đủ mạnh thì nó sẽ tự động nó cắt đứt, à chứ cái này là không có làm sao được. Thì có cái công thức nó là như vậy, rồi mỗi người cố gắng nỗ lực tu tập thôi, chứ còn á là những cái vị mà hành giả sơ cơ hay là ngay chính bản thân sư đó, là đôi lúc mà cũng vẫn bị như vậy, à thì chỉ có là mình phải cố gắng mình dung bồi cái niệm cái tuệ cho nó mạnh, à mà muốn dung bồi niệm và tuệ mạnh á, thì ngay trong đời sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta phải thường xuyên, à phải thường xuyên duy trì cái chánh niệm của mình, và lừa thường xuyên phản tỉnh, à xem xét nãy giờ mình sống mình có hay biết có trí tuệ hay không, hay là mình bị phóng dật, bị các cái ngoại cảnh nó cuốn trôi, à thì cái này là sự nỗ lực tu tập dung bồi của mỗi người, à chứ còn cái phương pháp thì nó chỉ có vậy, là cố gắng, à trong bất cứ giờ phút nào, à trong bất cứ oai nghi nào, à trong bất cứ khi mà chúng ta đang làm việc gì, à chúng ta phải có sự hay biết, à rồi ghi nhận rõ ràng, à là gọi là chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ dung bồi cái chánh niệm trí tuệ mỗi ngày mình tốt hơn, chứ không phải là đến khi mà chúng ta tọa thiền, ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, à thì chúng ta mới duy trì cái chánh niệm, à mà chúng ta phải tập, à áp dụng cái chánh niệm vào sinh hoạt hàng ngày, à mọi lúc mọi nơi, từ khi mà mình thức giấc, à chúng ta phải có sự hay biết, à trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi oai nghi, cho đến khi nào mà chúng ta
lên giường. Khi mà chúng ta nằm xuống chúng ta cũng cũng phải có chánh niệm, mình biết là bây giờ mình đang nằm, rồi mình cũng theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, hoặc là theo dõi các cái cảm thọ, ghi nhận rõ ràng đầy đủ cho đến khi mà mình chìm vào giấc ngủ. Thì nếu mà chúng ta quân tập duy trì miên mật thường xuyên thì càng ngày thì cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó càng mạnh lên, đủ sức để đấu trị, để diệt trừ những cái tưởng nó sanh khởi, những cái truyền cái, những cái phóng dật nó sanh khởi, mình không có bị lôi cuốn. Thì cũng xin giải thích chia sẻ với cô Kim Dung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nếu mua quýt ai á, dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Sức Kim Nhung. Và cũng như sư đã trả lời câu hỏi của con, cái thắc mắc của con, và cảm ơn Thiện Hữu cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Và kính bạch với ngài, kính thưa đạo tràng, trong khi sư chia sẻ thì có một vị đạo hữu xin với con là xin cái địa chỉ của sư để cho vị này sẽ hùng hước vào xây cấp. Dạ, con thỉnh ý sư có vui lòng không? Tại vì cái số địa chỉ của sư thì nó nằm trong cái phone của con, nên con mà muốn lấy ra thì con phải vào để con lấy ra, mà con đưa lên đạo tràng thì hiện tại con không có làm được kịp, nên con phải sư đồng ý thì con sẽ gửi cho những vị nào có số phone của con thì con gửi được trong cái tin nhắn của con. Dạ sa thú. Dạ, còn nếu mà đưa địa chỉ của sư lên cái room này thì để dịp khác, chứ hiện tại con không thể làm ngay được. Dạ rồi, vậy nha Thanh Hoàng nha, để Nhật Quỳnh sẽ để nhắn qua bên cái Nhật Quỳnh, hoặc là Nhật Quỳnh lấy ra, rồi có thể vị nào không có cái tin nhắn của Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh sẽ đưa lên room. Nhưng mà hiện tại thì Nhật Quỳnh chưa làm được cái chuyện này, chỉ nhắn ở bên phone thôi, các bạn thông cảm nha. Dạ dạ, con kính tri ân sư. Dạ, tại vì con thấy chưa tăng đó, tụng kinh đó, thành ra con cũng hơi thắc mắc, và con cũng muốn đạo tràng nếu mà ở cái thất của sư có những cái thiền sự thì cho chúng con một người góp một chút xíu để gọi là chỗ chư tăng trú ngụ, thì tụi con chắc cũng rất là hoan hỷ. Ít nhiều gì chúng con được cũng làm được một cái thiện sự. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Mời bằng tay quý vị thì có thể đưa bằng tay mình lên, hoặc có thể chết chát Nhật Quỳnh trong cái bài giảng của sư ngày hôm nay. Nhật Quỳnh sẽ đọc và thỉnh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ. Dạ, con chưa có thấy bàn tay, con cũng chưa thấy câu hỏi, chưa thấy những câu chết chát. Dạ, sư cho con hỏi một câu. Dạ, Nhật Quỳnh hỏi, nhưng mà đạo tràng nếu vị nào có câu hỏi thì cứ... Rồi, để Nhật Quỳnh sẽ cho địa chỉ cho Khoan nha. Nhật Quỳnh sẽ cho địa chỉ sư và cho Khoan. Thì quý Nhật Quỳnh có thể hỏi, nhưng mà vị nào có đưa bàn tay lên và có câu chết chát thì Nhật Quỳnh xin ngưng câu hỏi của Nhật Quỳnh lại. Dạ bà sư, lúc nãy con nghe sư trả lời về của vợ Sức Kim Nhung là sư nói là mình thường tưởng sai nhiều hơn tưởng đúng. Câu hỏi của con á, bạch sư, ví dụ con đi, nghĩ rằng á, mình làm MC hoặc mình tụng kinh trong room thì thường mình nghĩ là mình làm MC hoặc mình tụng kinh là mình có phước.
Nhưng có khi nào mình tụng kinh hay mình làm ân si mà phước mình rất là ít mà mình tạo tội không, bạch nghe, bạch sư? Dạ, trường hợp nào thì mình gọi là mình tội, và trường hợp nào cũng thời câu kinh đó, cũng thời những cái nghi lễ như vậy, nhưng mà cái nào mình tạo tội và cái nào mình tạo phước, con cung thỉnh sư sư chỉ dạy cho chúng con, để cho nhất là con có thể tưởng những sai lầm chuyện mình tạo tội, mình nghĩ là mình tạo phước. Con kính nhân mít đến sư ạ. À, dạ rồi con thấy tín hiệu của sư rồi, dạ con cung thỉnh sư cầm mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Hà Giá. À, thì à, có những lúc á, cái tưởng của mình á, nó không có đúng, à mà đa phần nhé, là cái tưởng mình nó dẫn mình sai sai biệt sai quấy không à. À ví dụ bây giờ cái trường hợp á, cái trường hợp cái ông này ổng ra ngoài giường ổng làm, nhưng mà rồi ổng bỏ quên cái dao cái búa rồi đó, không cái ổng kiếm qua không được, thì ổng nghi cho cái nhà kế bên lấy. Thì cái đứa bé đó thường ngày đó, nó cũng hay qua chơi, qua chơi thì con nít mà quá nó hay dòm ngó chỗ này chỗ kia đó, thì bắt đầu cái tưởng nó làm vậy à cái thằng này chỗ mày nó lấy của mình rồi, nó làm bộ nó qua đây nó dòm ngó có cái gì mà nó sơ hở rồi đặng mà nó lấy nữa à. Đó, nhưng mà già qua bữa ông ta ra làm ngoài giường, ông ta gặp lại cái búa của mình hôm đó mình chặt mình bỏ quên đây à, đó rồi cái trường hợp mà mình nhìn cái cảnh mà nó không thấy rõ ha, trời có trăng mờ mờ, hai ba người đi thì có một cái người đi trước, hai người đi sau à, trời có trăng mờ mờ, thấy cái sợi dây à, thấy cái sợi dây nó nằm ngoằn ngoèo, cái người đi trước đó thấy vậy cái là con rắn, đúng không? Ông này ông tưởng sai cái sợi dây mà ông tưởng con rắn. Rồi hai người này đi, cũng vừa đi vừa nói chuyện, nghe ông kia la con rắn quảng hồn, cái nhảy chạy à, nhưng mà tới chừng mà nhìn kỹ lại là cái sợi dây à, cho nên á là khi mà chúng ta không có cái sự chánh niệm tỉnh giác á, à, thì cái tưởng nó dẫn dắt mình, mà thường thường là nó dẫn sai nhiều hơn là đúng à, có lúc nó cũng dẫn dắt mình tưởng mà đúng thì ít lắm, nhưng mà sai thì nhiều à, cho nên á là khi mà chúng ta ấy, chúng ta cũng phải kiểm soát nha, là nó đúng hay là nó sai à, chứ có đừng có để cho cái tưởng nó dẫn dắt mình nha. Hay là cái trường hợp á, trường hợp mà nghe pháp như vậy à, nghe pháp đang ngồi nghe pháp cái bắt đầu nhớ trực, hồi nãy đi không biết là
bếp lửa chưa, đóng cửa, khóa cửa, cửa sau chưa, cái này cái kia cái nọ, không? Rồi cái bị cái tưởng nó lôi cuốn đi, phóng vật một đoạn xa, rồi cái bắt đầu cái tới chừng mà nghe lại á, thì nghe lại có cái đoạn sau, cho nên là nó chấp giá, à nghe được đoạn đầu, nghe được đoạn cuối nữa, bữa nay tôi cũng đi nghe pháp nữa, nhưng mà tới chừng người ta hỏi gì chứ bữa nay á, à, sư giảng về cái đề tài gì, thì bị gì đâu có nghe xuyên suốt. Thật ra mình chấp giá mình nói rồi, theo cái tưởng của mình ra nó cũng đi sai lệch, nó trật đi. Cho nên á, là chúng ta phải cẩn trọng xem xét với cái tưởng của mình. À, khi mà chúng ta có trí tuệ thì chắc chắn chúng ta sẽ phân biệt được cái điều nào là điều đúng. Nên làm thì những điều nào mà điều đúng nên làm ấy, thì nó sẽ đem đến cái lợi tốt đẹp, à nó sẽ tạo phước báo. Còn mà khi mà chúng ta phản tỉnh xem xét với trí tuệ, à thì mình biết cái điều đó là cái điều không đúng, cái điều sai, à thì mình sẽ sửa đổi và biết cái tưởng sai này nữa, nó đem đến cái điều tai hại. À thì chính cái hàng ngày đó, cái hàng ngày đó mình sống không có sống trong hiện tại, à mình sống buông lung, à cho nên á từ cái tưởng, à từ cái cửa tưởng á, nó mới đi đến cái điên tưởng điên đảo. À tưởng điên đảo là mình thấy méo mó, à bị sai lầm tà kiến nó dẫn dắt đó, mình thấy nó méo mó, à rồi mình quen đi, mình chấp vào cái tưởng điên đảo này đó mà mình bị sai lệch. Là sao? À bị gì á, chúng ta sống chạy theo cái những cái định đặt, những cái chế định, những cái tục đế của thế gian, à cho nên nó là sao, à đây là người nữ, à đây là cái bông hoa đẹp, à đây là cái cô thiếu nữ đẹp, à đây là cái mùi hương, à rồi đây là cái gì đó, đó chính cái tưởng điên đảo là nó vẽ ra, mà nó vẽ ra là sao? Về cái mà cái vô thường nó cho là thường, cái mà khổ đau nó cho là vui, cái không có cái bản ngã chấp vào trở thành bản ngã, à nó thấy méo mó lệch lạc cái đối tượng, cho nên nó mới dính mắt. À chứ còn nếu mà thấy ô trời ơi, cái thân ngũ quẩn của mình ấy, là một cái đống thúi tha, một cái hầm phân, một cái ổ bệnh tật, à thì cái đối tượng bên kia nó cũng vậy, không có người nữ người nam vậy đó, nó cũng là cái thân ngũ quẩn, cũng là cái ổ bệnh tật, à nó cũng đầy những cái chất bất tịnh hôi hám. À thì khi mà nếu mà mình tưởng mà cái theo cái tục đế, theo cái chế định điên đảo tưởng nó dẫn dắt, thì mình sẽ bám níu, à phiền não nó dấy động, nó sanh khởi thì sẽ khổ đau. Còn mà nếu mà mình tưởng theo 32 thể trược, tưởng đúng theo cái chân đế đó, thì với trí tuệ, mà với trí tuệ sao, thì nó sẽ cắt đứt được những cái chấp thủ phiền não. À cho đó, à vô minh mới duyên hành, đó vì mình vô minh điên đảo tưởng thì mới đi đến hành động nói năng suy tư không đúng, à và sao, à tạo nghiệp. Còn khi mà à chúng ta sống với trí tuệ thì sao, chúng ta cắt đứt được phiền não. À, cho nên á là mỗi lúc mà chúng ta sống với phiền não là chúng ta nối dài cái vòng quay sanh tử luân hồi, mà mỗi lúc chúng ta sống với trí tuệ là chúng ta cắt đứt
chúng ta vượt thoát ra cái vòng quay sanh tử luân hồi đó. Thành ra đó, chỉ một chút xíu này thôi, chúng ta nếu mà hiểu biết, cứ mỗi giây phút, chúng ta tự phản tỉnh xem xét nãy giờ mình có chánh niệm không, nãy giờ mình có trí tuệ không, thì chúng ta cắt đứt được những cái điên đảo tưởng. Còn nếu mà chúng ta buông lung, chạy theo cái lôi cuốn của phiền não, phóng dật dễ vui, thì sao? Thì chúng ta nối dài cái vòng quay sanh tử luân hồi, chúng ta tiếp tục trói buộc trôi lăn trong cái cổ máy, trong tam giới. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui để phục vụ tam bảo một cách tốt đẹp, tạo nhiều phước báo. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú Lanh Thai. Con thành kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của con, và con đã hiểu được ý của sư rồi. Dạ, con đã hiểu được. Cảm ơn đạo tràng Kỳ Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trước khi con hỏi câu hỏi của cô tu nữ Tây Duyên, dạ, con xin post cái địa chỉ của sư ra đạo tràng. Sư xem giùm con coi có sai chỗ nào thì sư chỉnh sửa lại, để cho những Phật tử trong đạo tràng vị nào muốn hùng khước để xây cấp quý sư thì cho những vị này ghi lại cho đúng đó, Phật sư. Đó, con đã post lên tên đời của sư và địa chỉ của sư, số điện thoại. Dạ, nếu mà con có sai chỗ nào thì con cung thỉnh sư chỉ dạy để cho con sửa lại. Dạ, bây giờ thì con xin bớt cái câu hỏi của cô nữ Tệ Duyên, và con xin đọc. Bạch ngài, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo có liên quan với nhau không? Kính thỉnh ngài khai thị và chúng con hiểu rõ. Dạ, con kính nhân mít đến Thượng tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì cái này nó là có liên quan với nhau. Khi mà cái tưởng điên đảo nó là nhân. Chính vì tưởng điên đảo như nãy sư nói đó, cái tưởng điên đảo đó nó mới có tới cái tâm điên đảo. Rồi cái kiến là cái thấy. Cái thấy nó mới điên đảo. Chính vì cái tưởng, cái tưởng là mình nhớ biết những cái chuyện đã qua. Nhưng mà cái tưởng này đó nó theo trần cảnh, cho nên mới thấy là cái người thiếu nữ đẹp, cái bông hoa đẹp, cái vật dụng đẹp. Chính vì cái tưởng này sai lệch, cho nên cái tâm điên đảo gì nó mới bám níu dính mắt vào cái đối tượng. Vì sao? Vì cái kiến điên đảo. Tại vì nó thấy cái này là đẹp, cái này là thường hàng, cái này là nó ăn vui hạnh phúc, nó mới bám níu vô cái đó. Thấy không? Đó, cho nên là nó đi từng bước vậy. Chính cái tưởng điên đảo này nó lôi cuốn, làm cái tâm thấy đối tượng một cái cách sai lệch, cho nên cái tà kiến nó mới sanh khởi, và sao mới đi đến cái hành động tà dại bất thiện. Đó, cho nên đó là chúng ta phải sửa đổi, chặn đứng ngay cái tưởng này. Chúng ta phải quán tưởng về những cái thực tính là vật 32 thể trược nè, rồi những cái
gọi là đúng theo cái tính chất của nó, là luôn luôn là thay đổi nha, mà nó luôn luôn nó biến chuyển thay đổi, cho nên nó khổ đau. Mà chúng ta không thể nào điều khiển, sửa đổi hay là bắt buộc nó theo cái ý của mình được đó. Cho nên là chúng ta phải có những cái suy tư chân chánh kịp thời để ngăn chặn từ cái tưởng điên đảo. Mà khi mà tưởng điên đảo diệt thì cái tâm nó nhìn đúng, thì đúng theo cái đối tượng, thì những cái tà kiến sai lầm cũng bị diệt theo. Cho nên cái mục đích của cái chánh niệm là gì? Mục đích của chánh niệm là để niệm đúng ở trên đối tượng, không để cho cái tưởng nó có thể sanh khởi. Cho nên là chúng ta phải có cái niệm, cái tuệ để thấy thấy như thật thấy, là thấy đối tượng đúng theo cái tính chất chân đế, nghe như thật nghe, nghe âm thanh chỉ là âm thanh, chứ không có phân biệt là cái tiếng này tiếng nhạc, cái tiếng này tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng này là tiếng xe Honda, tiếng này là tiếng xe hơi gì đó. Đó thì cái đó là chúng ta để cái tưởng nó xen vô cái âm thanh rồi. Mà khi mà cái tưởng nó xen vô thì nó phân tích, rồi bắt đầu sao phiền não dấy động, thích không thích, đó, rồi bực bội, rồi khó chịu, hoặc là bám níu và dính mắc đó. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu cái lời của Đức Phật dạy để mà chúng ta diệt trừ. Còn nếu không, khi mà cái tưởng điên đảo nó dấy động, thì nó sẽ kéo theo gì? Cái tâm điên đảo, mình thấy nó lệch lạc, rồi sao? Tà kiến, phiền não dấy động, lôi cuốn chúng ta hành động nói năng không có đúng. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô đại diện. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui trong mùa Quý Thai giá. Dạ, sa thú lành thai. Con thấy cô Tệ Duyên đã sa thú kính tri ân Ngài, và chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Dạ, nhưng mà con thấy Châu Khang có chát lên là tên chùa. Dạ, con cung thỉnh sư trở lại cái địa chỉ con đưa lên. Như vậy là đủ rồi phải không bạch sư? Có đâu, tại vì sư không phải là chùa, mà cái chỗ chưa ở là tỉnh thất thôi. Như vậy có đúng hay không bạch sư? Sư có thể mà xác minh để cho Châu Khang được yên lòng. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Đạo tràng quan hệ chờ trong giây lát sư đang chát nên là chưa có cầm mic. Đặng Khải Hoàng, dạ thì đúng rồi, vậy là con chát lên đúng rồi. Dạ, con thỉnh sư chát thêm đi. Thôi sư cầm mic đi, sư đọc cái bài của con, cái câu của con sai chỗ nào thì sư nói là con sửa liền cho sư đỡ phải mất công. Bạch sư, con kính nhân mic đến sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Và thì hồi đó đó sư sợ là ở cái địa chỉ ở trong xã trong ấp á thì gửi đồ nó khó khăn. Nhưng mà bây giờ đó là mình để đúng cái địa chỉ đó thì người ta sẽ đi tới. Vậy đó. Đặng Khải Hoàng, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang. Số điện thoại là 0908803810. Thì người ta sẽ liên hệ tới chỗ của sư. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư và Châu Phan đã thấy cái địa chỉ này rồi phải không? Sư đã trả lời rồi, không có phải là để tin chùa hay chỗ gì hết. Dạ, vậy là tốt rồi. Xin quý vị nào có muốn hùng phước để xây góc đánh chi tặng thì xin ghi cái địa chỉ này. Và nếu mai mốt mà vị nào không cần nữa thì vị nào mà không có ghi kịp hay gì đó thì có thể hỏi Nhục Quỳnh. Nhục Quỳnh sẽ giữ lại cái địa chỉ của sư mới đưa lên, để quý vị cần thì Nhục Quỳnh sẽ tiếp tục tiếp tục gửi tiếp cho quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, theo đồng hồ của Nhục Quỳnh còn có mười mấy phút nữa thôi. Dạ, kính mong đạo tràng. Dạ, vị nào có câu hỏi, có thắc mắc gì trong bài giảng ngày hôm nay, hoặc có thể những có câu hỏi gì ngoài bài giảng, sư cũng có thể giải đáp cho quý vị. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Đạo tràng êm ru. Mời Nguyên Tịnh. Dạ, thủ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ ở Tuệ Duyên. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con bạch Ngài. Khi con hồi nãy giờ con cũng nghe được về cái bài giảng nói về danh là cái phần của tâm, phần này là rất quan trọng. Như một người mà sanh ra đó thì họ bị khiếm khuyết từ trong bụng mẹ, và nhìn cái nét mặt bị khờ, giống như là như vậy là cái phần tâm của cái người này không có ở trong thân, phải không bạch Ngài? Nhưng người khờ khờ như vậy thì tất nhiên là cái tâm mình nó không có ở cái sự chánh niệm, thì tất nhiên là cái tâm này nó rời khỏi thân, phải không bạch Ngài? Thứ nhất, và như vậy thì người này cái đầu u mê như vậy đó, thì suốt một cuộc đời như vậy, khi mà người ta qua đời rồi đó, thì những người do cái tâm u mê như vậy thì người ta sẽ rơi vào cái cảnh khổ tiếp tục, phải không bạch Ngài? Dạ, con kính thỉnh Ngài giảng giải cho con được hiểu. Con kính thỉnh Ngài, con kính dâng bích tới Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Tha Giá. Thì nói chung á, là cái khi mà cái cận tử nghiệp đến á, cái điều này nó là rất là khó. Chỉ có cái trí tuệ của Đức Phật thì mới có thể hiểu biết được. Nó có hai trường hợp. Ví dụ những người mà có cái cực trọng nghiệp, tức là cái năng lực nó rất là hùng mạnh. Ví dụ cái trường hợp mà cực trọng nghiệp thiện là những vị đã chứng đắc các cái tầng đạo quả, hoặc là
những người này tu tập thiền chỉ và gìn giữ các cái chi thiền của mình á, đầy đủ cho đến khi mà hết tuổi thọ, thì những người này chắc chắn thì phải đi đến những cái cảnh giới tương ứng. À, còn những người mà tạo cực trọng nghiệp ác, tức là trong những cái ngũ nghịch đại tội, thì chắc chắn là phải rơi vào khổ cảnh. À, còn lại những cái trường hợp khác thì nó thuộc về bất định. Bây giờ chúng ta thấy rằng có những người họ bị những cái chứng bệnh mà mất trí nhớ, à, hoặc là những người bị hôn mê, à, gọi là hôn mê sâu đó, thì tùy theo cái nghiệp lực của những chúng sanh này đã tạo, à, cái khi mà những cái cực trọng nghiệp nó không có đó, thì cái thường nghiệp nó sẽ mạnh mẽ trội thắng, thì nó sẽ dẫn dắt. À, do đó đó mà những cái người này đó, à, những chúng sanh này đó có thể, à, do theo cái duyên nghiệp nó đưa đi đến tái sanh. À, trường hợp mà bà hoàng hậu Malika, thì quý vị thấy rằng đó, hàng ngày bà làm phước rất là nhiều, à, nhưng mà, à, có cái trường hợp là khi mà cận tử nghiệp đến, bà nhớ lại một cái bất thiện nghiệp mà bà tạo, à, cho nên bà phải tục sanh trong cái cõi khổ, nhưng mà chỉ trong vòng 7 ngày thôi. À, cho nên đó là cái trường hợp mà đối với phàm nhân đó, thì mình không có thể nói được, mặc dù cái người này là hàng ngày họ làm, à, rất nhiều những cái việc thiện, nhưng mà trong cái giây phút mà cận tử nghiệp đến đó, thì họ lại nhớ tưởng về những cái bất thiện nghiệp họ làm, cho nên đó, họ có thể rơi vào khổ cảnh. À, nhưng mà do cái phước nghiệp, à, cái thiện nghiệp nó mạnh hơn, thì cái bất thiện này á, cái khổ cảnh này nó không có lâu. À, trái lại những người mà thường ngày đó làm nhiều những cái điều bất thiện, nhưng mà nhờ cái thời gian sau có sự nỗ lực tu tập và cái phước báo nó tu tập nó mạnh mẽ hơn, nó nổi trội hơn, ngay cái giây phút mà cận tử nghiệp đó, với cái tâm thiện lành tốt đẹp, trí tuệ, thì người này, à, sẽ đi đến cảnh giới an vui. Nhưng mà sao? Do những cái quả xấu, những cái bất thiện đó, cái người này tục sanh rồi đó, à, những cái ác nghiệp bất thiện, cái quả xấu nó cũng đeo đuổi. À, cho nên á, là chúng ta mới thấy những cái trường hợp á, những cái người mà đang khổ đau, à, bỗng nhiên họ được an vui hạnh phúc. À, ngược lại có những người mà đang hạnh phúc hanh thông thì bỗng chốc rơi vào cái khốn khó ốm đau bệnh tật rồi chẳng hạn. À, cho nên á, là chỉ có những cái chúng sanh mà tạo cực trọng nghiệp thì nó là chắc chắn, còn những cái mà cái thường nghiệp ấy, thì nó bất định. À, có những lúc và do cái quân tập cái thường nghiệp thiện, à, nổi trội hơn, thì nó sẽ dẫn dắt chúng sanh, à, đi đến, nhưng mà những cái ác nghiệp nó cũng có thể trổ sanh. Ngược lại có những cái trường hợp những chúng sanh tạo nhiều cái thường nghiệp thiện, nhưng mà do cái giây phút cận tử nghiệp, à, cái bất thiện nó nổi trội, thì rơi vào cái hoàn cảnh không có được tốt đẹp, nhưng mà cái quả lành quả thiện nó cũng sẽ trổ sanh để ngăn cản bớt cái sự khổ đau. À, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Tình, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhật Quỳnh thấy Nguyên Tịnh đưa tay lên, sao không thấy chầm mít? Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Mà Nguyên Tịnh nghe. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thứ sa thứ. Dạ con thành kính tri ân ngài. Dạ con nói mà nãy giờ con không có cầm mic. Dạ con xin hỏi được thêm một câu nữa không bạch ngài? Dạ đã tới giờ con. Dạ con hỏi là như nhà những người đó giống như là có trí tuệ và với một cái đầu óc cũng rất là thông minh, thì cũng có giữ giới, cũng có hành thiền. Nhưng cái khi tâm thường là mình tâm mình nó phải làm cho thanh tịnh thì không có có nội tâm có cái sự phân biệt, thì tâm lắng động thì mình mới cảm nhận được những cái chi pháp gì trong cái thân tâm của mình. Còn nếu mà nó còn có cái sự phân biệt, một cái chút gì phân biệt, tất nhiên là cái nội tâm đó vẫn còn là cấu uế. Nhưng một người vẫn thiền nhưng mà có một cái khuyết tật là bảo thủ cho mình á, là cái phương pháp của mình ngồi thiền, ngồi cho triệt để thì mới là đoạn tận được cái tham sân si. Còn nếu mà mình chỉ ngồi vài tiếng thôi và học vi diệu pháp chỉ là phụ thôi, thì như vậy như vậy là cái tâm mình có cái sự phân biệt rồi. Nếu mà khuyên với một cái tư cách mình chỉ nhã nhặn gì đó, nhưng mà cái này mình thường xuyên lặp đi lặp lại những cái này, thì như vậy cái người này có phải là rơi vào cái trong cái tà kiến, rơi vào cái trong cái mô há chê tá xí cá không bạch ngài? Dạ, và cái quả này nó có đưa đến cái con đường xấu không bạch ngài? Dạ con kính thỉnh ngài giảng giải cho con được hiểu. Dạ con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sằng Ca Giá. Khi mà chúng ta làm những cái điều lành, những cái điều thiện, nhưng mà phía sau nó còn thúc đẩy bởi những cái phiền não chấp thủ đó, thì cái quả nó cũng có nhưng mà nó không có được tốt đẹp. Tức là sao? Nhân có trắng có đen. Cái trắng là gì? Là mình làm những cái điều lành, thích học kinh, học pháp, di diệu pháp, hành thiền rồi. Nhưng mà đó thúc đẩy bởi phiền não, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái khác, muốn đạt được cái kia, nghe không? Đó, cho nên là cái quả nó chưa có được trọn vẹn. Khi mà chúng ta hiểu biết chúng ta thực hành với cái hạnh gì? Hạnh xả ly buông bỏ. Chúng ta học để chúng ta nhận thức, chúng ta hiểu biết, để chúng ta thực hành. Chứ không phải mình học để mình cố mình chứng tỏ là mình là cái người mà có học di diệu pháp. Mình hành thiền ngồi 3-4 tiếng để mình chứng tỏ mình là cái người có tu tập thiền. Như vậy đó thì cái thực hành của mình nó bị thúc đẩy bởi phía sau là phiền não. Cho nên là sau này chúng ta cái quả nó đưa đến thì cũng vậy. Tại vì cái nhân có trắng có đen thì sau này nó cho cái quả gì? Có đen có trắng. Cho nên là chúng ta phải biết phản tỉnh, xem xét trong cái sự học, trong cái sự hành của mình, để nó được trọn vẹn tốt đẹp, chúng ta cần phải xem xét cái thúc đẩy ở phía sau nó là cái gì. Nếu mà nó là bất thiện bởi những cái chấp thủ ham muốn thì mình phải sửa đổi, để cái
cái thiền nó mới được trọn vẹn tốt đẹp. Thì tại thời gian nó cũng không còn nhiều, xin giải đáp vắn tắt. Thì có khi nào có điều kiện thì sư xin giải thích lại nó rộng rãi nhiều hơn, rõ hơn. Và bây giờ xin mời con Nhật Quỳnh sám hối và xin kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Cái phước báo này kính cầu mong chư công đức Pháp Thể Căn Ngang kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo học pháp thảo luận Phật pháp, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng dạy bài học cũng như những câu hỏi trong đạo tràng ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamang ghe na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn buộc thể vô kali tổ đô sơ buộc thâu kham tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê nà quan đề hằng thầm anh cha đức quý thăng quả răng thầm mê vô kali tô độ sâu thầm mô tham mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha đức quý thốt tâm ăn sẵn khê vô kali tô độ sô sẵn khô kham mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi phúc trước cho đạo tràng, cung kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Và để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn đến đạo tràng. Pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sadasothi pavantu te pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sadasothi pavantu te Pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sadasothi pavantu te Pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha Tu pha quê na sa ra so thế y pha quanh tu tê. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta sẵn ti vi ha ra qua xin nê thụ bề khả rê bơ thi khả rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quan tu vô chi ta sa thình ca rôn tê ta vi ha ra mạnh đa lê. Ta e ra cha mạch cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đan. Nam bát tì u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê. Chà la bú chà dê vi chà an đà xăm phá qua sàn xê đà chà ta a tha vô phá ba tì ca
Nếu già ni càng thầm mà qua răng bà tịch cha tê sắp bể bị đưa kha sa kha rơn từ sang kha văn thả tu chi răng sa tăng thầm mơ thầm ma thà ra cha phúc ga la sang gơ hô tu sa mạc gơ và a tha ya cha hê ta a cha ẩm hê ra cha tu sắp thầm mơ sắp bể bị thầm mà cha đi nở vụt thinh sa ma bù nà y ya mà thầm ma đi dập mà quê đi tê ngưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thí tiền bề cúng dâng rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu trần luận trẻ già cao hà trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu quận được phần an vương chúng sanh buông loại không lường nọn thai thăng hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng trùng các hàng hòa nhau lại thêm hầm hành thanh cao những quả lợi ích kết bao kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính hạnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất thiện hữu, chùa Phước Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức phát thể kinh an, bầu đầy tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dùng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân đi bán áp sắp bát cho dơ hô tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức